Đấy, xin chào các bác nhá. Đấy, ngày nào cũng thế. Đây này, máy bán đây này, rồi hàng về đây này, đầy hết cả nhà bừa. Các bác nào cần hàng nào thì cứ alo như thế. Đấy, em đủ cái nào thì em tháo ra, em nắp vào đấy cho anh nhá. Lấy cái kìm em ạ. Đây là mấy em ở tận Cao Bằng, Cao Bằng, Bắc Cạn. Đấy, đến ủng hộ. Mỗi 4 anh em là mỗi anh em một coi. Đấy, máy rất chi là đẹp, xuất sắc. À đây, còn vừa rồi trên kênh là cũng đăng lên, các bác là hỏi rất chi là nhiều. Hỏi nhiều em 325. Là hôm nay công vừa về nhá. Em quay cho các bác xem. Đây là em 325. Rất chi là mới. Em này thì nó đặc biệt hơn những em khác là nó chạy nhanh lắm ấy. Chạy nhanh hơn các loại khác ấy. Đầu lốp nó đổ. À đây, lốp đẹp lắm. Để đây thôi, để tạm đây đi. Đây này, lốp của nó đây này. Đấy, 325 ấy. Rồi 28 thế kia nhiều lắm. Đấy, cho các bác tha hồ lựa chọn. Đây, đây các bác nhìn hàng về 2402. Rất nhiều. Có hết. Ông cho cầu xuống đi, xong rồi chở, cho ông chở hai một con, hai ông này mỗi ông một con đi lên trên Cao Bằng, à Bắc Cạn nhá. Đấy. Còn hả? Thế thì hai ông một cầu đi, lấy một cầu. Ừ. Một là cẩu lên được, cẩu lên thì vẫn phải cầm một cầu đi. Hả? Cái gì? Không phải chở hai con. Chở hai con thì phải tháo hết phay ra cơ. Ừ. Người không ngồi được hết. Đấy. Ừ. Thì về nhà tháo cũng được. Thế thì tháo cái phay này ra, hôm nay xúc một cái phay nắp cho hắn ta, vì hắn mua một thêm một cái. Tháo cái phay này ra đi, lùi vào. Thế đây là mấy bác này là ở tận đâu nhỉ? Mấy ông em là ở đâu? Bắc Cạn. Khu nào Bắc Cạn? Lương Sơn. Lương Sơn à? À, Ngân Sơn Bắc Cạn. Đấy, mấy bác là xuống là mỗi bác một con 22, hai cầu. Giáp Cao Bằng. Mới tinh. Mua cả thêm dàn phay. Tháo luôn dàn phay ở đấy ra thôi. Chút chốt, cái này là tháo tiếc rất dễ nhá. Lấy cái gì? Không bình á. Con này trợ lực. Đây. Đây hàng về đây các bác. Hàng về nhiều lắm. 28 này. Đây 22 này, bác lấy này. Tí là cho đi luôn này. Đây các bác lấy còn con đẹp. Vẫn còn nhiều 22 lắm các bạn. Đủ loại. Kia là còn bác ở bên gì kia là lấy con 24 kia rồi đã được. Mang ra chợ chuẩn phay. Đã được ra xúc phay. Đây em ra chỉ phay đi. Ra lấy dàn nào thôi chỉ. Vít nó xuống, bỏ tay ra. Bỏ vít hẳn xuống với cái này ra mấy cái thằng này. Đấy. Rút cái cắt đăng tí lắp vào đây. 325 ấy. Nhiều bác là vừa rồi lên kênh là nhiều bác hỏi em này này. Cứ bỏ anh nhập con này về đi này, này. Con này nó chạy nhanh lắm. Nó chạy bằng con 45 và con 388 ấy. Ừ, 325. Đẹp ấy. Xuất sắc ấy. Đâu con này là số rìa? Đây. Đâu? Con này là nẻ. Vâng. Số rìa, nẻ cầu nhanh. Con này nó chạy nhanh lắm. Nó có tầm nhanh. Ô, ông kia còn lấy cày hay là lồng không? Đại ca lấy còng. Lồng nữa gì? Phúc ra đây, bây giờ cho xe này xếp trước, xếp lồng với cả cày. Cày 3 lưỡi, 4 lưỡi nhá. Có lấy bừa không? Bừa không lấy thì lấy lồng với cả cày đúng không? Thế là một bộ, lấy một bộ lồng cày là gì? Thế thôi thì còn một con kia là không lấy gì. Con kia cũng lấy mà. Cũng cả lồng cả cày gì. Rồi thì có ngay.
mỗi xe một con. Hết được, thoải mái, đây toàn xe to. Con này lên con kia. Rồi. Cái phay này lên. Được rồi, được rồi. Về cùng đường ấy. Rồi rồi. Hai con về cùng đường. Hai con về cùng đường. Bắc cạn. Bắc cao bằng. Xa. Đâu bây ông lấy cho lồng với cả cây lên đi. Lồng. Xem bao nhiêu cây số thì lấy tiền. Bàn giao Bắc Cạn này. Không có cầu trước thì không nên được cầu này đâu. Trượt ngay. Cây bừa lòng đầy đủ một con. Mình nhấc luôn một cái dàn phay kia vào rìa này được không? Dàn phay của tay kia là mua thêm ấy. Cho giáp vào để dấp một cái dàn phay vào rìa này. Đấy, các bác nhìn đây, nào cũng thế đây, đội quần nhí đã mỏi mệt hết rồi. Lạn lắm. Nản lắm rồi đấy, đội quần nhí à. Sáng là chục máy rồi đấy. Không có cầu trước không lên được đâu, không lên được cầu đâu. Phải run mới lên được. Một cái phay nữa. Cái này à? Ừ, lấy cái phay này cho lên. Ok này. Vất vả tí này gọn ngay. Đấy, đầy đủ cho thằng em nhá. Quá ngon đấy. Đi ra con ơi, mình lùi lại máy lại để chú xúc. Lùi lại tí đây. À, được rồi. Lật hẳn lên, lật hẳn lên. Lật hẳn cái đít lên. Lật đít lên. Ui dồi, bán nhà chú thế, chú này đòi cả bánh bơi của anh nữa thì thua rồi. Thằng em đâu rồi, thằng em áo đen đâu rồi. Tưởng móc vào đít kia thì nó mới để vừa chứ. Móc thế là sao mà đút được. Để lại có vừa không? Không thì phải tháo lạng ra. Hả? Tháo lạng này ra đi. Rút lấy ấy, rút chốt đây. Lấy kìm con. Lấy kìm để rút ra. Thôi cứ để đây thôi, rút nạng ra, rút nạng, rút chốt ra là được. Rút kia kìa. Đấy, rút đấy, mới rút đây ra này. Đẩy đây ra là được. Rút chốt ra. Được rồi. Cắm chốt vào đấy luôn. Vào nhà người ta lắp vào luôn. Thôi được rồi, treo lên đi. Ông vào cái này là dễ mà. Là dễ. Ấy, ấy xong lại vứt kìm ở đây. Đấy vào đây. Mấy ông thợ chán lắm. Lắng quá rồi, các ông quải lắm rồi. Giờ phút này là các ông quải lắm rồi. Thôi được rồi. Vừa rồi đấy. À,
Đẩy đấy, đưa vào đây, đĩa lại, tháo xích ra lại. Đẩy ra, đẩy cái đầu nó ra. Đẩy luôn cái đầu lên để tháo xích. Cái đấy đã ra đây con. Cái đấy có phải của nhà mình. Lên đấy. Được rồi, di tỏa được rồi, thôi hạ hạ phay xuống đi. Thôi được rồi, qua thế là được rồi. Hạ đi, hạ đi, hạ. Được rồi, rút xích ra đi. Ông Hùng Nguyên rút dây xích á. Thôi được rồi, ông Hùng tiến lên trước ấy. Tiến xe lên trước tạm đi để tôi cho cái xe của ông Đồng lên. Ông Đồng cho cầu và tôi lùi lại đây đi. Đánh lùi lên đi để cho rồi. Bây giờ thì về thì mỗi ông một nà. Cho người ta hay là bánh bơi nữa. Ôi em vào lấy bánh nái đi ông tí quên. Có lấy cày mấy bừa lòng nữa không? Em lấy cọ lòng mà nhưng mà như ông này gì? Thế đây lòng đây. Lấy lòng thôi. Ừ. Không lấy cày gì. Ừ rồi ok. Vào lấy bánh tì đi ông quên em ơi, ở xa đầy đủ vào. Ở rìa nhà đấy. Úi trời, dàn lên dưới lấy nó còn đẹp hơn cả lưỡi mới xem ạ. Lưỡi bãi của nó đẹp hơn lưỡi mới. Nó bàn thôi. Tiến lên đây, tiến lên đây. Lưỡi bãi thế là đẹp rồi. Không nhưng mà mòn nhọn hết mà đây. Làm cho máy không? Được rồi, để tí em xem. Đẹp ấy. Tí bảo nó là ra, tí bảo nó lắp cái cánh đằng sau cẩn thận vào nhá. Cái thằng hồ thổ. Đấy, tiếp tục lên. Em bê ra đi không tí quên. Bê ra xem. Một đống đấy mà các ông không tìm được à? Còn lấy hai cái không? Thôi, lấy cái lò đúng đấy. Cứ đá đấy để lắp luôn con 24 kia. Còn con 24 kia ta lấy nữa mà. Đánh con 24 kia Bảo Minh ơi. Minh ơi. Minh. Đánh con 24 sang đây để giáp lốt vào để nghỉ đấy. Lôi con 24 này xong là xong luôn. Văn Nhiệt có tháo không hả bác ơi? Văn Nhiệt có tháo ra không? Văn Nhiệt ở máy có tháo ra không? Cái van hàng nhiệt đấy ở chú. Vâng. Để trong về nhà nếu nóng chú tháo nhá. Vâng. Và nếu nóng quá chú tháo ra. Chú ra chú xem chú ơi, lấy cái dàn phay đấy gì? Lấy cái dàn phay mét tư đấy gì? Lại ra ngoài. Rồi rồi rồi, thế để cho ra chỗ ấy cho. Đấy ông xả thì anh xem cái nào thì anh tháo ra đi. Hay lấy cái mới tinh đây này, trong này nhìn nó đẹp này. Đây này. Thứ ba đấy. Đấy đấy, cái đấy nhìn đẹp. Ấy. Không không phải
tháo van nhiệt đâu, kiểm tra nhất số nhất cầu đầy đủ đấy. Cho cái mê này lên anh Đồng ơi, cho cái mê đằng sau lên, cho đủ người ta lên. Đấy, lấy cái đấy đẹp đấy. Vâng, cái đấy là xuất sắc đến gì. Hả? Có. Lùi lại để tí lùi xe lưng ra để xúc phay. Hay là tiến lên trên này này. Ừ, con lùi lại mới lùi được xe lưng ra. Tí phải xem điểm chân côn hay gì mà lại không lổ được. Đấy, các bác đấy đấy. Máy thì về, khách thì đến mua tấp lập. Vẫn còn rất chi là nhiều hàng đẹp cho các bác. Xuất sắc. Vẫn còn 22 đẹp xuất sắc này. 26 này. Rất nhiều lắm các bạn. Tha hồ cho các bác lựa chọn những em ưng ý nhất. Ôi, con cứ chạy chạy cái gì đây? Đôi lòng thế thôi, đủ rồi. Ở đây, để đây, để tí nữa lắp phay vào. Ông cứ lượn đi. Xúc cái vào dàn xoay mét tư ở đây. Ông anh ấy ra chỉ dàn đấy, nó người ta xúc cho luôn. Lấy gì nữa đại ca? Mấy đại ca Bắc Cạn này. Kèm gì có chứ, tí nữa em cho cả phớt với cả tăng cày. Ừ đúng rồi, cái này thì cho các ông thì mới về cày được, cái không thì cày nó sao được. Hiểu? Hay cả bi chữ thập. Bi chữ thập cắt đăng hay gì? Hay là bi ở đâu? Rồi ok, nhá. Mấy bác ở trên Bắc Giang ấy, vừa bác mua xong giáp phay viết xong hết rồi, bác lại đã chuồn về rồi. Bây giờ là em lại tiếp tục này, giao lên cho các bác đấy được, 24 trợ lực lái nhá. Rất mới, xuất sắc, vừa thôi, được rồi đấy. Thì tới thôi, không đóng bửng được. Bây xe kịch đít thì còn đâu nữa mà đóng bửng. Treo bửng vậy thôi. Cái ống là vỡ cái đít của người ta đấy. Treo bửng vậy thôi. Còn mỗi cái mái này nữa ông anh ơi, có mỗi cái mái nữa là xong, treo bửng này lên thôi. Đây cho mấy cái hai cái chốt, chốt đấy của ông đấy đấy. Để em xem có cái đồ đâu nhỉ, túi đồ không biết nó để đâu. Đây, có một bao phay vào như thế này à? À đúng đúng rồi, bao phay cho nên không lại quên. Đấy cả hai chốt, đấy đúng rồi, anh đút vào đấy cho em cả. Thì đưa cho người ta. Đây có cái máy này nữa. Và người ta nắp. Lằng nắng còn hơn cả mấy cái tháng kia. Đeo giải đất ở ngoài bắc. Wow, nắng thế chứ. Đấy, nắp cánh vào không là rồi. Rồi rồi nó rơi ra. Đấy cái đấy để bên kia mới còn cái nắp này nữa. Đấy, hàng về. Hàng về hàng đi. Liên tục. Ui. Hàng về rồi hàng lại đi. Liên tục tục. Gì? Đó. Đút sườn. Có dựng đứng lên trên. Cho hẳn lên trên cái ấy, khe trên. Cho đầu vào. Đấy bên. Đấy. Đúng rồi, thế nó đang nạo treo bưởng mà cho hai bên. Cho cái mái này lên dưới. Ông buộc vào. Đấy, tí nữa ông ấy buộc vào giáp đấy thôi. Có được không? Ông ấy cho lốp cái đấy lên, ông buộc vào chặt vào là xong. Xong rồi. Chưa đến. Rất chín vất vả.
máy móc rồi đây hết rồi. Chuyên nghiệp 325 đấy, nó đang làm cái 325. Alo. Ôi giời, nắng quá, không chịu được, tuyệt mà, kinh khủng. Xong buộc cả máy vào, nó trôi ra đây ông anh ạ, buộc chắc máy khóa phanh số vào, nắng không chịu được. Đấy, hôm nay lại một buổi sáng tinh mơ đẹp rồi, lại tiếp tục một em, đây này bác ơi. Đây là cầu trước quay nhá, bác giữ là đi, giữ là nó không quay đâu nhá. Đây là ok nhá, cầu trước thử cho bác ngoan lành. Đó, thôi được rồi, hạ xuống đi, đổ nước vào. Đây là vào buổi sáng tinh mơ, bán cho bác ở đâu nhỉ bác nhỉ? Okay, okay. Khu nào Quảng Trị hả bác? Bắc Lộ à? Cam Lộ Quảng Trị. Đấy, ông bác đi xe ra từ 6 giờ tối hôm qua đến sáng nay đến chỗ em phay 1452, cái lưỡi mùa mòn mà ở chỗ cuối nhà Phong đấy, chỗ gần cuối đấy. 1452 đấy mà không có hai me hai bên này này, chỗ giữa đấy, chỗ giữa nhà đấy. Bác ra bác chỉ cái dàn phay đi, xong rồi để sợ người ta lắp đó. Anh có danh thì vào lấy cái cắt đăng hay là để em lấy cho. Cắt đăng này này. Không được rồi, tí tao lấy cho các đăng, có cả bánh tì tiếc đầy đủ cho bác nhá. Bác không phải lo, bác không lấy bánh tì đâu, trừ tiền cho. Còn giao cho bác nào phải đủ nhá. Vâng. Rồi các đăng và bánh tì đầy đủ. Cam Lộ Quảng Trị. Đấy, bác ra bác ủng hộ con, đây là con 225. Rùa cơ. Lái cơ. Đấy. Máy rất chi là đẹp. Con thử bật đèn đón xem nào. Ok rồi, tí nữa thử củ phát. Lổ lên để thử củ phát đấy con ơi. Lổ lên thử củ phát. Rồi bật đèn lên, bật đèn lên đã. Được rồi, hơi ga lên tí, ok ạ. Dốc, thôi được rồi, ga lên tí. Hơi ga lên xong rút đầu bình ra. Được rồi, ok này ông anh này. Sáng chưa, đây này nhìn đèn vẫn sáng nhá. Ok, tí vào thay hảo và xem có cái bình mới. Cầm cái bình mới cho bác đấy. Cái bình Nhật này không may là nó kém rồi, đôi lúc là người ta về là rất mệt. Máy rất chi là ngon. Không đi được à? Không đi được à? Đấy. Đi bao nhiêu? Ừ, được rồi, đây đang lắp phay cho bác. Tí nữa cho bác thêm một bộ dao về nhà bác lắp nhá. Mấy cháu cho thêm mấy con ốc, mấy cái phốt phay này. Đấy. Qua đây. Rồi. 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 Tí đây. Cái này này chú ơi, cái dàn này là chọn cho chú là cái thứ nhất này, là chú ở xa. Cái hộp xích là chưa tháo ra nhá. Mấy hai là cái xích này chưa tăng này chú này. Đấy nên chú chạy là rất an tâm. Tí nữa tao cho thợ kiểm tra hết cho chú. Nhớt nhớt. Xong bắt đầu tao lắp vào cho thử cho chú ngon này nhá. Có cả bánh tì này nữa nhá. Minh ơi, con vào con tìm hai cái ốc ở đây này để cho bác ấy lấy bánh tì nắp vào. Có bánh tì cho sao cho bác đầy đủ, chứ không phải là bán trâu xong lại cắt lại đuôi đâu. Còn bác không lấy thì cháu trừ tiền cho nhá. Vâng vâng, có bánh tì về nhà lặng thì bác quay cái kia đưa là được. Đấy. Thế rồi Minh ra tiên ra thiết kế làm đi con. Mấy anh thợ này cái đấy bác gò lên xong thì bác đính nó vào, có mấy hàn thì đính vào là xong. Đánh lên đây. Thôi được rồi. Ừ. Vào lấy một con ốc to ở đây nữa. Nắp vào thiếu đây.
cho đầy đủ vào. Đồ nghe không chứ? Máy rất chi là mới. Đẹp, đẹp. Có đồ nghe không? Có đồ à, không có. Loại này toàn cà lê hai đầu thôi. Anh có lấy thì lấy. Cho mày, cho cà lê Nhật đấy. Cho mày cái hai đầu. Về đây. Tí cho chú mấy quả cái về mình làm kỷ niệm đồ Nhật. Vâng. Có cho người cái đấy. Ốc, đấy là ốc bánh chưa? Cho cái văn ốc bánh nhé. À cái đấy thì chú à, cái đấy chú mua. Mua cái khẩu trong chú Hàn lên. Chú Hàn cái tê đấy. Ôi, à tua đó. Trời ơi, đi cái rửa đó. Đó. Rất chi là mới. Đẹp. Đi cẩn thận đấy con ơi. Con vào con tìm cái con ốc ở đầu này nữa này, con ốc ở đầu này mất này. Đây này, đây con ốc to to ở xô. Đây nhìn thấy chưa? Và đi không là nó lại tuột ra nhá. Đấy, ok rồi. Cái đấy cái tăng đấy chú ạ. Đúng rồi, cái đấy là tăng mà chú muốn lên cao là chú cho lên nấc này này nhá. Đấy ý. Lên được nữa mà chú, đây lên đây, lên đây, lên đây để mình kéo cái ben nó lên cao lên đấy. Để nó đỡ đập vào bờ đấy. Đấy. Còn cái này là thỉnh thoảng chú xả e là chú phải vặn ở cái lúm này nhá. Xả e này. Chú hiểu không? Mà về nhà là rất chi là nhiều người. Đa số là nhiều người điện cho cháu thì cơ mà các chú cũng phải thông cảm. Vì đôi lúc nhà ngày bán rất chi là nhiều máy mà hàng về rất nhiều nên đôi lúc là nó hay bẩn cái này này. Cái bình dầu này này là các chú lúc mà chú về là chú đổ dầu vào là nó có những cái bẩn cắn ở bình là nó hay chui nó tắc cái nọc này. Là lúc là chú là bảo chạy một lúc là nó chết máy không chạy được, yếu dần đi là chết. Máy là chú phải tháo ba con ốc này ra cháu này. 1 2 3. Tháo cái miếng này ra. Tháo miếng này thì nó sẽ có một cái đường dầu từ trong bình chạy xuống cái lọc này. Thì lúc đấy dầu nó không có, chú lấy tô vít, chú tháo cái đường đấy, chú lấy cái que, à cái những cái cây mềm mềm kia chú chọc ngược lên để nó chảy ra bẩn hết thì chú lắp vào. Chú lắp vào thì xong chú phải xả e ở đây nhá. Xả e ở đây. Xong rồi rút được cái đường này ra. Rút đường này ra thì là nó chảy mà không còn bọt nữa thì chú khóa chặt vào chú đà là lỗ ngay nhá. Mấy lúc vâng, cao su đấy. Vâng đấy là e đấy. Còn lúc nào mà chú không vặn chặt cái này vào là vào cua là máy rất yếu ấy. Nhá. Đây này, nó là e là máy rất yếu vào cua là lên hay lên dốc là như là bình dầu vẫn còn đầy cơ mà máy là nó nịn ạc ạc chết máy. Vâng, đấy nó lâu ngày quá. Vâng, còn đây cài cầu này chú ơi, con này thì cài cầu là chú hút vào đằng sau này nhá. Hút vào đằng sau. Đấy là đang cầu trước rồi đấy, vừa đây thợ đang cầu trước. Ấn vào đằng sau đây đây. Đây. Đấy. Ấn về sau nó giữ vào đây. Nó giữ vào. Là không có cầu trước. Đấy. Mấy con cái này này, chú để ý cho cháu rất hay dặn các bác mua máy là cái này thỉnh thoảng là các bác là cứ mình cái đầu này là mình kéo lên bờ là mình kéo ben lên là nó cứ hay chạm nó đẩy đẩy này. Đôi lúc mà nó đẩy không may mà nó đẩy kịch về đây là nó cho vỡ cái đít ra đấy. Nhá. Nên chú phải để ý con nếu mà về nhà đúng tầm rồi thì chú lấy máy hàn hay gì chú đính cho phát ra đây. Vâng, vì là không may mà mình chạy mà nó trượt con ốc này nó cứ đẩy lên là nó vỡ đít ra. Đấy, còn cái số phay vào bất cứ các số nào là mình để răng côn nhá. Đấy, còn cái này là chú khóa phanh thì là mình đi trên đường. Còn nếu mà mình muốn đi ruộng chú nhả cái này ra nhá. Thì mình cua bên nào mình giẫm phanh bên đấy rồi nó nhẹ. Đấy. Cũng không cần phải trợ lực lái gì cả nhá chú nhá. Còn cái răng lái này này chú không có trợ lực nhưng mà chú muốn lái nó như nó nhẹ như là gần như là trợ lực chứ không phải là nó nhẹ như trợ lực được chú ạ. Thì cái răng bít cái thập này thỉnh thoảng chú phải vệ sinh bơm nhớt nhớt vào, chú chạy khô để bơm nhớt vào, còn chạy nước cũng phải vệ sinh nó đi, không là nó có bi ở đây mà nước nó vào thì là nó sẽ đấy đúng rồi, nước vào là bi nó han là nó sẽ sượng bi là lái nó nặng đấy chú ạ. Nhiệt đôi phải liên tục vào đâu, mình chỉ thấm vào đây là tự nó sẽ ngấm vào.
thế thôi. Nào ok, còn nếu mà lầy lội thì cái cắm phía sai này chắc chú cũng biết rồi nhá. Còn khóa phanh thì rút cái này lên, muốn nhả thì dẫm cái này phát là nó lại tự nó nhả ra được. Đấy. Đây, đây nắp nước là thử thiết cho chú ngon hành hết. Cái gì? Bên này vẫn phải cao lên tí. Bên này cao hơn ấy. 2000 cân rồi đấy. Cân rồi. Cân rồi. Nắp cái dàn phay này nhiều là chú phải căng hai bên này vào nhá. Thì là nó sẽ không cắt đăng, nó sẽ bền. Thoải mái rồi. Ok rồi đấy, cái dàn này nó đẹp mà. Nhớt nhức là có hết đầy đủ đấy. Đúng rồi đấy. Đấy, cái đóng u lên vào đấy. Minh và con chọn cho bác cái cắt đang cầm ở đây để chú nắp vào. Ui thì bà chọn cho bác cái đẹp đẹp vào nào con. Bác ở xa. Anh thợ chán thế, bảo ai? Cái này ai? Bảo nó còn đang tiếp khách kia thì bảo gì nó. Đấy, nó đang tiếp khách kìa. Ông bảo đâu. Tình hình thế nào rồi? Đại ca, tiếp khách, khách mua chưa? À, vẫn chưa mua. Ủa thế bảo là cứ về cứ bảo bố con tiếp khách mà bán được một con cho con 2 triệu. Đại ca đấy. Đấy, bác mua đi cho con được 2 triệu đấy. Ô đừng cậy ra con, đừng cậy những cái sơn. Ừ. Bảo bác có lổ thử thì để con nổ con chạy thử cho. Vâng, lấy thêm phay thì lấy. Phay nhà cháu bên kia đầy. Ô con này nó về cái giặt phay mới đó. Hay chú lấy phay lước. Phay lước, phay lước. Phay lước có 2m4, 2m có đấy. Có 2m. Con này thì kéo 2m à? 2m4. Cái con kia, con 28. 28 này nó phải kéo tầm 2m4 đấy chú ạ. Vì là đôi lúc còn chú còn đeo cả đôi lồng của chú ra thì nó phải kín hết đôi lồng chứ. Không, phay phay hơi thôi. Phay bánh hơi thôi. Bánh hơi, thế thì chú lấy 2m được, tùy chú thôi. Vâng, vì đa số cái phay lước là xích nó nhỏ. Xích nó không to đâu. Đấy, chú thích lấy ra nào cũng có, phay nước, phay màu có hết. Con vào chọn cho bác đi. Em nó còn đang tiếp khách đây này. Bác gần mua rồi đấy. Bác mua là nó được 2 triệu ấy. Hôm nọ nó bỏ cái con tối qua về là bố bán cái con 28 chột mắt của con mà chưa thấy xỉa tiền. Sao 28 lại chột mắt? Con nọ con 28 để chỗ này chột mắt ông ở Bình Định đấy đấy. Mà hôm quay lên thôi nó lổ thử ấy. Nó bán đâu mà nó. Nó bảo giả công con tiếp thị ấy. Đây 325 đây này. Mới về em chưa đăng lên đâu. Tối nay có thì em đăng lên, bác nào thiện chí thì alo cho em. Mới về xong chưa rửa nhá. Tạ tiếc vẫn còn nguyên. Đẹp đấy. Từ lô trước lô sau là rất chi là đẹp. Để lăng xem nhá. Đây này, đây là cái lỗ này là lỗ đổ nhớt động cơ nhá chú nhá. Đấy, chú nhìn thấy chưa? Còn đây là cái này này, cái này là thước thăm nhớt động cơ này. Là chú rút đây lên này. Nó có cái hai vạch. Vạch trên này và vạch dưới. Đấy, đấy đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vạch đấy là đủ. Như vạch dưới là thiếu nhá. Vâng. 4,5 lít. Nếu mà thay lọc thì đổ 5 lít nhá. Vì là cái này của chú không bảo lắm ông là ông ấy đổ vào đây này. Ông ấy đổ lỗ này. Đấy. Còn dây cô loa trùng thì chú tăng đây. Lưới đây là chú tăng nuôi ra nhá. Được được, vào kéo ra. Căng. Đóng áp vào, đóng cái tắt máy vào. Đúng không? Đấy. Mấy cái lọc gió này chú phải lăng thủi đi nhá. Chứ đừng bao giờ thay lọc mới nhá. Lọc bãi này này, lăng thủi sạch sẽ. Nó bẩn quá thì mình giặt phơi khô được nhá. Cái lọc này nó dày. Cái lắp là nó đúng cái lẫy dưới này này. Đấy, chú nhìn chưa? Chú lắp không đúng là cái lẫy này nó không vào được đâu.
Đấy. Còn nếu mà nó trùng thì là lúc nào cái xích này nó trùng thì chú lới con này ra. Lới con này ra, vặn hai cái này nó đẩy vào trong một tí là được. Nhá, vì cái này chú chạy đến 3 là 4 năm không trùng được đâu. Đấy. Đấy. Em Du. Quản trị thân yêu. Còn cả bánh tì nữa, con vào con nhặt cho bác cái hai cái bánh tì ra đây. Bảo gì, bảo đang tiếp khách kìa. Cứ tị với em. Làm hai bánh tì ra. Hai bánh tì cái đỏ đấy. Cứ tị với em. Đấy, vào các số đi, ông anh thử các số đi. Quay ngược, quay xuôi. Các số 1, 2, 3, 4. Rồi, đấy. Ngon.